Hân hoan chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức: Mr. Đàm hẹn ước cùng Mỹ Tâm làm đám cưới và live show sân vận động. Mr. Đàm đã hẹn ước cùng Mỹ Tâm làm live show chung tại sân vận động trong đêm nhạc của cả hai như đã dấu yêu, diễn ra vào tối ngày 6 tháng 8. Tối ngày 6 tháng 8, Mr. Đàm và Mỹ Tâm đã có đêm nhạc chung với chủ đề như đã dấu yêu tại một phòng trà ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khán giả từ các tỉnh lân cận đã sắp xếp thời gian đến xem sự kết hợp hiếm hoi của hai giọng ca nổi tiếng tại phòng trà. Chưa đầy một giờ trước khi chương trình diễn ra, các hàng ghế đã được người hâm mộ lấp kín. Xuất hiện tại đêm nhạc, họa mi tóc nâu diện bộ váy màu xanh với những đường cắt cúp khá phóng khoáng, giúp cô trông quyến rũ và xinh đẹp. Mỹ Tâm mang đến đêm nhạc những cung bậc cảm xúc khác nhau qua loạt ca khúc đơn ca gắn liền với sự nghiệp ca hát của mình như Đôi cánh tình yêu, Nhé anh, Tình yêu chưa nói, Sai, Chuyện như chưa bắt đầu, Hãy về với nhau và Vì em quá yêu anh. Cô còn hát chay nhiều bài hát để tặng sinh nhật cho những khán giả fan hâm mộ đã theo dõi đồng hành cùng cô từ những ngày đầu mới vào nghề. Trong phần giao lưu giữa các tiết mục, nữ ca sĩ nhiều lần làm nhiều khán giả tại phòng bật cười nhờ cách dẫn chuyện giản dị, hài hước và đặc chất miền Trung. Ngay khi Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện, Mỹ Tâm cùng anh thể hiện hơn 10 ca khúc song ca như Anh còn nợ em, Cảm ơn người tình, Như đã dấu yêu, Rồi mai thức giấc, Trái tim không ngủ yên. Cả hai đã có nhiều hành động thân thiết trên sân khấu. Mr. Đàm nhiều lần bày tỏ thái độ cảm mến với Mỹ Tâm. Anh chia sẻ trước hàng trăm khán giả tại phòng trà rằng anh muốn được tổ chức live show sân vận động chung và đám cưới với họa mi tóc nâu. Chỉ cần nhận được cái gật đầu của người đẹp. Các khán giả của cả hai không ngớt la hét và vỗ tay mỗi khi họ trêu chọc nhau. Mr. Đàm và Mỹ Tâm cực tình trên sân khấu đêm nhạc chung. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.